động đến khối nào các bạn sẽ dê thật to. Khối 1. Khối 1. Khối 5. Khối 3. Khối 2. Khối 4. Học sinh toàn trường. Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh, chúng ta xin nhiệt liệt cảm ơn và chào đón quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh bằng một tràng pháo tay thật lớn. Một tràng pháo tay to hơn nữa nào. Và giơ thật giơ cao tay lên nổ thật to nào. Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, động của ban chuyên môn, ban phụ trách rồi. Hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2020 được trải nghiệm sáng tạo Tết yêu thương với chủ đề đoàn kết, xung vầy, yêu thương còn mãi. Về cùng với chương trình xin trân trọng giới thiệu có thầy Nguyễn Thị Huân, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh của trường tiểu học Minh Đức đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Và nhân vật chính hôm nay là ai? Là tất cả các em học sinh có mặt trong chương trình Tết yêu thương ngày hôm nay. Thích không? Em có vui không? Em vẫn có. Cô giáo xin tuyên bố chương trình Tết yêu thương của các em xin được bắt đầu. Hôm nay nghe bạn nào cũng trước nhỉ? Có con
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sửa mặt nào. Đầu tiên là sửa đi. Like that, and then come play with it, play with it.